các bạn, mình tên là Thùy Linh, mình đến từ Đồng Nai. Mình mới vừa nhận được visa du học Mỹ ngày hôm qua. Cảm giác bây giờ rất là vui sướng. Cái lúc mà được visa, cấp visa thậm chí còn chảy nước mắt nữa. Mình có một số kinh nghiệm dành cho các bạn, đó là khi mà đi phỏng vấn thì mặc trang phục lịch sự mà mình cảm thấy là thoải mái là được rồi, cảm thấy bộ nào mình cảm thấy thoải mái, thấy hợp với mình thấy tự tin. Rồi khi đi phỏng vấn thì đừng có run, điều quan trọng nhất là đừng có run, tự tin, vô lãnh sự hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Làm sao để người ta chỉ trong vòng 5 phút thôi nhưng mà người ta có thể hiểu được là bạn có mục đích du học thực sự. Mình tự tin, nói to, dứt khoát, nói chung là để cho người ta cảm thấy là mình không có sợ sệt gì hết. Mình đến đây xin visa mà mình tin chắc là chắc chắn là mình sẽ đậu thôi, tại vì mình thật sự là muốn đi học. Mình vô phỏng vấn lãnh sự chỉ hỏi mình có mấy câu thôi. Đầu tiên là hỏi là em sẽ học trường gì, qua đó em học ngành gì, rồi coi học bạ, chỉ có học bạ, hồ sơ thì chỉ có học bạ của mình thôi, xong rồi quay qua whoop lắc. Những câu trả lời đó thì em đã được học hết rồi, anh có thầy Khôi và chị Kim đã hướng dẫn. Thì ước tiên là thầy Khôi hướng dẫn tiếng Việt, sau đó là em về ở đây không, em cảm thấy thích một điều là không có học rập khuôn. Thầy chỉ chỉ cho từng riêng, mỗi người đều có từng trường hợp đều có riêng câu trả lời của mình. Rồi từ điều đó, những cái ý của mình thì mình sẽ dễ nhớ hơn, mình cảm thấy trung thực hơn, mình dễ học hơn. Sau đó thì học với thầy xong thì về sẽ dịch ra, xong rồi gửi cho chị Kim, chị Kim sửa, sau đó là test bài phỏng vấn cho mình. Xong rồi trước khi đi phỏng vấn thì còn được anh Bảo Anh dạy cho một khóa để lấy tự tin trước khi đi phỏng vấn nữa. Nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng và rất là vui khi mà chọn được đúng công ty mà mình tin tưởng để giúp mình thực hiện ước mơ. Anh Bảo Anh thì trước khi đi phỏng vấn thì anh Bảo Anh dạy là phải mặc trang phục như thế nào, phải cách nói chuyện ra sao, rồi giải thích cho mình biết là thật sự lãnh sự họ là những người như thế nào để mình hiểu rõ, để mình có thể mà nắm bắt được tâm lý và làm cho họ tin được mình. Tất cả cái buổi, mình nghĩ cái buổi cuối cùng là cái buổi mà tổng kết lại, thì cái hôm đó là anh Bảo Anh sẽ tổng kết lại tất cả các quy trình mà mình đã được học. Đầu tiên là người ta sẽ hỏi những gì, xong tiếp theo là theo cái quy trình đó là mình sẽ hiểu được toàn bộ hồ sơ cũng như quá trình phỏng vấn. Thì từ đó thì mình cảm thấy không có lo lắng nữa mà cảm thấy rất là tự tin. Mình chọn Mỹ đi du học là tại vì cảm thấy rất là thích môi trường năng động ở đó, rất là muốn hòa nhập và học tập ở môi trường như vậy nên là quyết định chọn du học Mỹ. Qua đó thì em sẽ học trường Arizona State University. Trường đó thì theo như được tìm hiểu trên mạng thì là một trong những trường đại học công lập nằm trong top lớn, trường đại học công lập lớn của Mỹ. Thì có rất là nhiều hoạt động và tổ chức dành cho sinh viên, có tới 1.000 tổ chức dành cho sinh viên và rất là rộng lớn. Thật sự rất là háo hức để đến đó và được học tập. Thật ra thì mình cũng rất là đi tìm rất là nhiều công ty rồi, cũng tham khảo, tại vì ở trong nhà thì không có ai từng đi du học hết nên là cũng chưa có chia sẻ kinh nghiệm gì là nên chọn công ty nào. Nhưng mà qua tìm hiểu lên mạng xem nên làm hồ sơ như thế nào thì thấy được công ty Tự Dương, thì cũng tìm hiểu là thấy công ty cũng có nhiều hoạt động cũng như là cũng uy tín nên là quyết định đến với Tương Đại Dương. Lúc đầu cũng hơi lo tại vì thật sự là không có ai chỉ cho mình hết, tự mình tới thôi. Nên là nhưng mà sau khi làm hồ sơ ở đây xong thì cảm thấy rất là hài lòng. Nói chung là điều mà em thích nhất ở đây đó là mình được tìm hiểu, nói chung là mình sẽ hiểu thật sự hồ sơ của mình như thế nào, trường hợp của mình là phải trả lời ra sao, tự mình suy nghĩ hết chứ không có phải là có một câu trả lời sẵn rồi ngồi học thôi. Lời khuyên ngắn gọn dành cho các bạn để đạt được visa Mỹ đó là tự tin.
đừng có quan trọng là mình sẽ rớt hay là đậu gì hết, nhưng mà khi mà mình đi phỏng vấn mình chỉ cần nghĩ là mình cứ làm hết sức mình thôi. Chúc các bạn cũng sẽ sớm đậu được visa du học Mỹ để thực hiện ước mơ của mình.